Các con nghe cô Lan đọc và quan sát bài viết để chúng ta luyện viết vào vở. Chúng ta bắt đầu nào. Ngôi nhà chung Trên thế giới có hàng trăm nước, hàng nghìn dân tộc khác nhau, mỗi nước, mỗi dân tộc có phong tục, tập quán riêng, nhưng tất cả đều đang sống trong một ngôi nhà chung là trái đất và có chung những việc phải làm, đó là bảo vệ hòa bình bảo vệ môi trường sống, đấu tranh chống đói nghèo, bệnh tật. Chúng ta luyện viết bài chính tả tiếp theo: Hạt mưa mây mang đầy mình nước, gió thổi thành hạt mưa, rồi chia đều cho đất, cho cỏ, cây, sông hồ. Hạt mưa ủ trong vườn, thành mỡ màu của đất, hạt mưa trang mặt nước làm gương cho trăng soi hạt mưa đến là nghịch có hôm chẳng cần mây bất chợt ao ào xuống rồi ào ào đi ngay nguyễn khắc hào các con xem bài viết mẫu và chăm chỉ luyện viết hàng ngày để chữ viết đẹp cô lan chúc các con chăm ngoan học giỏi và biết chữ ngày càng đẹp hơn Cô Lan chào các con.